Rước hôm nay tại thánh đường về giáo xứ, từ giáo xứ về giáo khu 4, gia đình sở tại của giáo khu, gia đình ông Vinh Xen Tê, đoàn Thánh Quang. Cuộc rước cũng chuẩn bị bắt đầu. Xin các đoàn chúng ta đi đường, chúng ta sẽ để ý để chúng ta không nên để cho các quán xa, các hội đoàn đến đoàn kia. Thứ hai nữa là trong việc mà chúng ta cùng minh đức mẹ trên đường thì xin văn chấn và văn kèn, chúng ta sẽ đức đang thay đổi nhau. Và toàn thể các đoàn chúng ta, nhất là các hội đoàn, thì xin chúng ta giữ trật tự trong khi chúng ta cùng minh đức mẹ. Các hội đoàn thì chúng ta được chúa hết, ban chống và ban kèn thì chúng ta rất đang thay đổi nhau để chúng ta tôn vinh đức mẹ, đặc biệt thành hương của đức mẹ trên đường về cơ sở hội các khu được trang trọng và xuất sắc. Giờ này thì xin những người và chúng ta đứng lên hướng về linh đài đức mẹ để chúng ta kinh, và sau giờ kinh tắt thì đoàn nước chúng ta bắt đầu được tiến hành. Nhân dân cha và con và thánh thần
1, 2.
đấy, không phải nhắn người nữa. Kính cha thánh sứ, kính yêu của chúng con, kính thưa quý cô, toàn thể quý cộng đoàn đang hiện diện nơi cơ sở của cộng đoàn giáo phụ bốn chúng con, kính thưa cha và toàn thể cộng đoàn, cộng đoàn giáo phụ bốn chúng con hân hoan vui mừng tạ ơn Chúa vì muôn ơn này mà Chúa đã thương ban cho cộng đoàn giáo phụ giáo sứ cũng như mỗi gia đình chúng con. Nhờ lời truyền cầu của Đức Mẹ, hôm nay với niềm vinh dự đặc biệt nơi cộng đoàn giáo phụ bốn chúng con được sự quan tâm và sắp xếp của cha xứ, hội đồng giáo xứ giáo phụ bốn chúng con vinh dự được đảm nhiệm tuần hoa thứ hai trong tháng năm tháng dân hoa kính Đức Mẹ và đặc biệt vào ngày lễ trọng mừng lễ Chúa Giêsu lên trời. Đây là một hồng phúc đặc biệt ngày tuần đại hội hoa cho nơi cộng đoàn giáo phụ bốn chúng con. Giờ này tại nơi cơ sở của giáo phụ chúng con đã được sự hiện diện của mẹ, sự hiện diện đầy chân quý của cha thánh sứ, của quý cố, quý phụ, quý ông bà, quý quan khách gần xa, liên quý sứ họ, đặc biệt là các ban ngành đoàn hội và toàn thể cộng đoàn trong toàn giáo xứ. Vì đạo mến Chúa, tôn vinh Đức Mẹ cũng đã hành luân tôn vinh Đức Mẹ từ thánh đường về nơi cơ sở của giáo phụ chúng con thật là trang trọng và sốt sắng. Với những tâm tình nơi bà con, đặc biệt là giờ này thì nắng hoa cũng như cây nến sáng của cộng đoàn giáo phụ bốn và nơi gia đình ông bà cho cộng đoàn giáo phụ bốn chúng con kính dâng lên Đức Mẹ, xin mời nắng hoa và cây nến cũng như hoa của nơi gia đình ông bà trưởng và đặc biệt là nơi cộng đoàn giáo phụ bốn kính dâng lên Đức Mẹ. Với tâm tình của toàn thể cộng đoàn cũng như các vị quan khách vì đạo mến Chúa tôn vinh Đức Mẹ đã về với cộng đoàn giáo xứ nói chung khách riêng với cộng đoàn giáo phụ bốn và nơi cơ sở của cộng đoàn giáo phụ chúng con với những tấm lòng dâng lên Đức Mẹ bằng lời ca tiếng hát và đặc biệt với những món hoa thơm để dâng lên Đức Mẹ, xin Đức Mẹ thương nhận và chúc lành cho mỗi chúng ta cũng như toàn thể cộng đoàn chúng ta vì đạo mến Chúa tôn vinh Đức Mẹ. Giờ này với những tấm lòng thơm thảo của toàn con ký sơ lê Đức Mẹ, chúng con xin được kính mời nắng hoa của cha thánh sứ và hội đồng giáo sứ đại diện cho cộng đoàn giáo sứ ký sơ lê Đức Mẹ. Xin mời đại diện cho ông trưởng khu, đại diện cho cộng đoàn giáo khu cũng như ông trưởng đại diện cho nơi cơ sở nên để đón nhận những nắng hoa từ tay cha sứ, từ tay các vị quan khách cũng như rất rất vui các con này đoàn hội đã về với cộng đoàn chúng ta kính dâng lên Đức Mẹ và Đức Mẹ dâng lên Chúa trong ngày trong ngày này. Tiếp đến chúng con xin kính mời nắng hoa của ban hội đồng mục vụ giáo xứ Quân Cảnh và xin phép là chúng con sẽ
Nên đây chúng ta vỗ tay thật lớn để cảm ơn Trang Sứ, cảm ơn Tổng đoàn Giáo Sứ cũng đã mến yêu tới Tổng đoàn Giáo Sứ chúng con về để dâng hoa lên Đức Mẹ. Rất nhiều các nán hoa dâng lên Đức Mẹ trong giờ này. Con sẽ lần lượt đọc các nán hoa, xin chúc lần lượt để kính dâng lên Đức Mẹ. Tiếp đến xin kính mời nán hoa của Ban Hội đồng Mùa Vụ Giáo Sứ Quân Thạch. Sau nán hoa của Ban Hội đồng Mùa Vụ Giáo Sứ Quân Thạch, xin kính mời nán hoa của ba giáo khu 1, khu 2, khu 3 của Giáo Sứ Nhà. Tiếp đến xin mời nán hoa của anh em sư thiện và cổng cưới cùng với ông bà trưởng hoa. Sau nán hoa của anh em sư thiện và cổng cưới, xin mời nán hoa của ông bà thường hiền Giáo Sứ Quân Thạch. Tiếp đến xin mời nán hoa của văn trống Giáo Sứ. Sau nán hoa văn trống Giáo Sứ, xin mời nán hoa của ông bà trưởng viên Giáo Sứ Quân Thạch. Tiếp đến xin mời nán hoa của anh em bạn với anh đứa cháu Quyết. Xin được kính mời nán hoa của gia đình cố Lâm giáo họ Cao Bác. Tiếp đến xin kính mời gia đình nán hoa của gia đình ông bà Trùng Chủng Giáo Sứ Quân Thạch. Xin chúc kính mời giới thiệu đến đâu thì chúng ta sẽ lần lượt kính dâng hoa lên Đức Mẹ. Xin hai ông trưởng chúng ta sẽ đón nán hoa từ tay Quyết và kính dâng lên đi. Xin mời nán hoa của ông bà Trùng Chủng Giáo Sứ Quân Thạch. Tiếp đến xin mời nán hoa của gia đình anh chị Chín Mai. Tiếp đến xin mời nán hoa của gia đình anh chị Tý Tốt Giáo Sứ Quân Thạch. Xin kính mời nán hoa của gia đình con Sang Trang. Tiếp đến xin mời nán hoa của gia đình bố con ông Thành ở phố Cống Trần Nhân. Tiếp đến xin mời nán hoa của con Thiêm Liêm Vũ. Xin mời nán hoa của gia đình bà Trục Bình Giáo Sứ Quân Trạch. Tiếp đến xin mời nán hoa của hội con cái Đức Mẹ Giáo Sứ Nhà. Xin mời nán hoa của em Toàn Hữu Giáo họ Quảng Châu. Xin mời nán hoa của gia đình Chính Huệ. Có lẽ Đức Mẹ cũng rất vui khi thấy đoàn con rất đông đảo, lại có những tấm lòng thành thể hiện qua những bó hoa tươi kính dâng lên Đức Mẹ. Con cũng xin cảm ơn Trà Sứ, cảm ơn các giáo khu, các ban ngành đoàn hội, đặc biệt là các gia đình cũng như các vị quan khách cũng đã bị đồng đến Chúa đến Đức Mẹ trong ngày đội hội hoa của giáo khu 4 chúng con hôm nay. Một lần nữa chúng con xin được chân thành cảm ơn. Chúng ta cũng đổ lên một tràng vỗ tay thật lớn để cảm ơn sự công tác tôi hiện diện của tất cả quý cô ông bà đổ hoa để tôn vinh Đức Mẹ trong tháng năm này. Và với liền sau đây thì xin các em đồng nhi sẽ tiến hoa sau bản hoa của các em, thì cùng đoàn chúng ta sẽ cùng với Trà Sứ nhập dân thanh lễ trọng thể mừng lễ Chúa Giêsu lên trời cũng như tôn vinh Đức Mẹ trong ngày khai mạc tuần đại hội hoa của giáo khu 4 chúng con. Xin mời hội hoa các em.